Ok, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn chia sẻ thanh nhạc của mình. Mình là thầy Phong High Note và hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người, tiếp tục những cái thắc mắc còn vương vấn. Một cô vi ơi, mau qua đi để mình có thể học hát, dạy hát để mình có thể làm nhiều cái hay ho. Ok. Ê cô, sao điện thoại kêu pling pling? Mình sẽ tắt điện thoại. Bút 3 giây. Rồi. Tiếp tục với những câu hỏi của bạn Huy Đặng qua. Ai chưa đăng ký kênh hay là gì đó thì cứ đăng ký đi nha. Để rồi còn học thanh nhạc, rồi còn học thanh nhạc, còn chia sẻ, còn nói chung là tham gia vô cộng đồng âm nhạc của mình hay lắm. Nhiều cái hoi ho cộng đồng âm nhạc của mình là không phải dạng vừa đâu. Gớt cái màn hình. Rồi ok. Nhớ đăng ký kênh nha. Rồi, bạn Huy Đặng Quang. Thầy ơi, thầy mở khẩu hình trong đi. Tự nhiên kêu mình mở khẩu hình trong đi ạ. Và giải thích hộ em khẩu hình trong giúp mình. Những gì em cảm ơn thầy. Thầy dạy mở khẩu hình. Ok. Khẩu hình trong hả? Đối với bạn Huy Đặng Quang ha, thì khẩu hình trong thì đương nhiên là rất là có ích, bởi vì khẩu hình bên trong mà mình mở là giống như là bạn mở phía dưới rồi, là bên phần này là thanh đới bạn làm việc nè, bạn nhấc bên trên á là các khoảng vang bạn làm nguyện nè, bạn mở phía sau á là khoảng vang phía sau mở ra nè, đó thì khẩu hình là mình mở hết nha, chứ không chỉ có mở bên trong. Khẩu hình mở bên trong thì nó cũng có lợi là giúp cho mình đưa được cái âm thanh của mình lên trên cái khẩu hình, sẽ dễ dàng cái hơi thở, cái âm thanh lên trên khẩu hình dễ dàng hơn. Ví dụ như là hát âm ô ha, mô mô hay là khi mình mở khẩu hình bên trong tốt á, thì cái chữ của mình nó cũng sẽ tròn hơn, âm thanh của mình cũng sẽ vang hơn, sáng sủa hơn, dày hơn. Mở bên trong à, bắt đầu mở ra sâu nữa nè, mở ca mở dòng, là mở màn hình là nhấc cái hạ hàm dưới, nhấc hàm trên, cùng một lúc và cùng cái cảm giác này, mình giống như ha, mình ngáp phía sau, đó là mình mở hết cùng một lúc, mình mở trên mở dưới mở sau, hiểu không? Nhắc từ từ nè, mô, mở tất cả, mở trên mở dưới mở sau, mô, càng lên cao thì nó sẽ được mà mở rộng ra, mô, đúng không? Càng lên cao mình phải mở to, mô. Các bạn thấy âm thanh của mình nó càng ngày càng dày hơn. Mô
Có cảm giác nó lan lên mid voice đấy. Mô 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 mô. Tại vì cái đoạn này là thường thường nó sẽ chuẩn bị vỡ nè, nó bắt buộc nó sẽ ra mid voice, nó sẽ làm ổn định. Mô đó thì khẩu hình trong nó rất có lợi cho tất cả mọi thứ luôn á. Mô 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 mô, và nó làm cho mở được cái khoảng vang bên trong rất là nhiều, từ đó mid voice làm việc sẽ hiệu quả hơn. Mô 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 mô, bắt đầu nó nhức lên, nhức lên gò má nữa. Mô 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 mô, đó nhức lên nó lên tới la nè. Mô 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 lên tới si nè. Mô 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 lên tới si rồi đó. Lên tới đô nè, đô năm. Mô 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 mô. Thì mở được bên trong nó nhiều là các bạn sẽ mở được các khoảng vang bên trong rất là tốt. Head voice làm việc cũng tốt, mid voice làm việc cũng tốt, chest voice làm việc cũng tốt. Đó, thì cái đó là mở được bên trong, chứ chưa nói là thoát âm thanh tốt. Câu chuyện thoát âm thanh là mở luôn bên ngoài. Mô mô, một âm thanh là mô 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 mô. Thì đó là thoát luôn cả bên ngoài nữa. Thì nó có âm thanh bên ngoài nữa, mở được cái khoảng vang bên ngoài. Ok ha. Rồi đó thì đó là mở âm thanh bên trong này, nó có lợi cho các khoảng vang của bên trong luôn. Mở trên nè, nhất thì trong cùng một lúc nó phải hạ xuống, cùng một lúc nó phải đưa ra phía sau. Đó, đó rất là tốt nha các bạn, nhưng mà phải có được cái cảm giác nhất mở cùng một lúc là mở tất cả, nó là mở cái khoảng vang luôn, chứ không phải là khẩu hình đó. Khẩu hình nó sẽ hỗ trợ cho việc các khoảng vang nó làm việc tốt hơn, thì nó gọi là mở khoảng vang. Ok ha, khẩu hình thì phải luôn tròn trịa ha. Ok rồi, tiếp theo ok nha. Còn có các bạn còn có những thắc mắc nào thì cứ đặt câu hỏi ra, mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu, và cái nào nó cũng có cái tầm quan trọng của nó cả. À, câu hỏi này rất là hay nè, rất là dễ thương của bạn Phúc Anh Vlog Vlogs Vlogs. Em 13 tuổi. Chào bạn 13 tuổi. Ok. Trong tương lai em muốn làm ca sĩ nhưng mà ép em sĩ quan. Thầy dạy hát on by myself đi thầy. Em vẫn muốn đi theo con đường nghệ thuật của mình. À. Ok, 13 tuổi Phúc Anh ha. Ok bạn. Tại vì thực sự á, sĩ quan á là một cái nghề. Sĩ quan nó là một cái nghề, ca sĩ nó cũng là một cái nghề. Ha, thì ba mẹ muốn theo con đường sĩ quan là vì ba mẹ thích điều đó, nhưng mà quan trọng nhất mình có thực sự thích với điều đó hay không, và mình có muốn theo ba mẹ hay không. Cái vấn đề ở đây là bạn phải suy nghĩ nhiều, đó là một cái quá trình. Và cái thứ hai đó chính là nếu như mà bạn đam mê cái nghề ca hát mà bạn theo được cái nghề ca hát đó thì nó gọi là cái nghiệp. Đây, câu chuyện này mình nói sao ha, đó là cái nghiệp của bạn. Thì cái sống mà làm theo cái nghiệp là tốt rồi, ok, rất là tốt rồi. Nhưng mà một lời khuyên chân thành luôn là nôm na là hãy cứ theo ước mơ của mình đi, và trong cái quá trình đó bạn phải thử xem coi là cái ngành sĩ quan hay là tất cả những ngành nghề khác nó có phù hợp với mình hay không. Tại vì thực sự chúng ta, cuộc sống chúng ta phải bắt buộc là phải làm nhiều nghề cùng một lúc thì cuộc sống của mình nó mới dư dả, cuộc sống mình mới sung túc, mới thoải mái, vừa dư dả về mặt tài chính mà dư dả về mặt tinh thần, vui vẻ. Nếu bạn mê con đường ca hát và muốn sống theo con đường nghệ thuật của mình, âm nhạc của mình thì hãy làm nó, bởi vì cái đó là một cái giá trị tinh thần mà tiền mua không được.
tiền mua không được đâu. Rồi tới cái ngày, một ngày nào đó mà nếu mà bạn không làm nó, bạn hối, bạn nhắm mắt lại, bạn chết đi rồi, bạn sẽ hối hận cả cuộc đời. Bởi vì một phút bồng bột, nếu bạn thật sự thích đam mê, bạn hãy cứ theo đuổi, vì bởi vì bạn còn rất là trẻ. Tuổi trẻ hãy cứ theo đuổi đam mê của mình, rồi tới một ngày nào đó lớn hơn, chững chạc một chút đi, rồi bạn sẽ hình dung được là mình phải làm cái gì cho đúng. Nhưng mà hãy cứ theo đuổi đam mê, rồi chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Bởi vì theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ, khát vọng và mục tiêu sống của mình thì nó là con đường để trưởng thành, con đường để đi tới thành công và thành người trong cuộc sống ha. Còn với lại là ba mẹ muốn các bạn làm nghề này nghề nọ, nó chưa chắc không tốt, bởi vì ba mẹ của các bạn đã có một cái quá trình họ trải qua, họ hiểu được nhiều vấn đề, là cha là mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con cái. Còn nếu như bạn muốn theo con đường đừng, bất kể con đường nào trong cuộc sống, đường nghề nào trong cuộc sống, hãy chứng minh, hãy làm được, và là hãy làm tốt hơn những gì họ đang suy nghĩ về bạn, về cái nghề của bạn. Hãy chứng minh, hãy làm nghệ thuật và hãy trở nên nổi tiếng, hãy trở nên thành công, và hãy được nhiều người công nhận, thì lúc đó ánh mắt và suy nghĩ của những người xung quanh sẽ khác với những gì bạn đang làm, thì nó là con đường của sự trưởng thành. Ok, chúc bạn Phúc Anh thành công với cái ước mơ của mình ha. Và cũng khoan có phải vội nông nổi bồng bột về vấn đề gì đó, ước mơ vẫn theo đuổi, nhưng hãy tôn trọng suy nghĩ của người lớn, tôn trọng mong muốn của cha mẹ mình. Hãy từ từ, hãy bình tĩnh, hãy học tập để nâng được tư duy của mình, rồi sau đó tìm cái thời điểm phù hợp để ra những cái quyết định nó chính xác. À, cẩn thận làm cho người lớn, người thân buồn. Ok. Ok nha, nhưng mà ước mơ cũng phải theo đuổi, cỡ nào cũng phải theo đuổi tới cùng. Tin tôi đi, theo đuổi ước mơ sướng lắm, vui lắm, mà cực lắm, khổ lắm. Cực chứ không khổ, cực. Nhưng mà một ngày nào đó thành công sẽ đến với chúng ta. Ok, sớm hay muộn mà thôi. Ok. Nhưng mà quan trọng là chết đi là nhắm mắt vuốt hay là xuống luôn. Khỏi có hối hận gì cuộc đời, những gì mình thích mà mình không dám làm, cái đó nó mới hối hận nhất trong cuộc đời mà ha. Ok bạn. Còn bài On By Myself không có thuộc lời. Ok, để tập thuộc lời rồi mình sẽ hướng dẫn cho bạn nha. Rồi, chúc bạn Phúc Anh sẽ thành công trong con đường sự nghiệp của mình. Học tập cho thật giỏi, từ từ, còn trẻ thôi, mới 13 tuổi à, là mới có lớp 7, lớp 8 gì thôi à, chưa gì đâu. Xác định được đam mê đúng rồi đó, theo đuổi nó đi, học tập nghiêm túc vào. Đó, chứng minh cho người ta thấy là, chứng minh cho mọi người thấy là bạn đang rất là nghiêm túc. Rồi ok ha, như bạn ha, hãy chứng minh cho mọi người thấy là những gì bạn đeo đuổi, bạn đam mê là chính xác, không có nghề nào xấu cả. Nhưng cái quan trọng nhất là mình đeo đuổi như thế nào và mình nỗ lực như thế nào thôi. Rồi con đường mình đi, nếu như nó có chông gai, có những khó khăn, hãy thông minh, hãy thông minh thay đổi và hãy cứ tiếp tục theo đuổi những cái sở thích và đam mê của mình. Đừng cố chấp. Nếu như trong đoạn đường mình đi có những cái khó khăn, ví dụ như trong cái mùa Covid này đó, đang gặp những cái khó khăn, thì tất cả những cái ngành nghề không kinh doanh được, thì lúc đó là bây giờ mình cần có những cái giải pháp để mình thay đổi, để nó phù hợp hơn, thì mình phải linh hoạt, mình thay đổi theo thị trường, theo bối cảnh, chứ không thể nào mà cứ khư cứng nhắc theo cách làm của mình là lúc đó là chết ha. Ok nha, từ từ đi, trưởng thành hơn, tư duy nó thay đổi, phát triển cái nhận thức, rồi tự động bạn sẽ có những cái quyết định rất là hay và sáng suốt. Ok, chúc bạn sẽ thành công. Rồi, tiếp theo. Rồi, bạn Ngọc Hoàng Đào, bạn này cũng từ những ngày đầu tiên mình làm kênh, mình cũng mới làm kênh được 2 tháng mấy à, 2 tháng mấy à. Ok, rất là vui là mọi người luôn luôn ủng hộ, và mình sẽ giải thích cho bạn Ngọc Hoàng Đào nha. Thầy ơi, thầy dạy cách treo những nốt cao đi với lại luyện thanh cho giọng mix cao hơn đi ạ. Nếu mà treo những nốt cao á, thì đầu tiên á là bạn phải sử dụng được cái hơi thở của mình lên những nốt cao. Thứ hai là bạn phải, đó, đầu tiên là như vậy. Thứ đầu tiên là bạn phải tập được head voice. Thấy không?
đưa lên thép vô nè. Nè đây ra từ nốt thấp bạn vẫn có thể đẩy lên hết vô được, không có gì phải khó cả. Đưa hơi nè. Tập quen dần cái hát vô đi là bạn sẽ có được những cái nốt cao nó hay và ok. Sau đó đó là những nốt cao, xong rồi khi bạn lên tới nốt cao rồi thì khi mà muốn treo được những nốt cao mà thoải mái thì bạn phải sử dụng head voice. Và cái thứ hai là để ổn định thì bạn đưa nhẹ ra mid voice để cân bằng nó, là head đi mid đó, nhưng mà nó nhẹ nhàng thôi, không có gì phải gồng nữa cả. Khi bóng treo như vậy đó, và tập hết vôi xong rồi đưa nhẹ ra, và cái hơi của bạn á, cái hơi để tác động lên trên cái phần hết vôi á thì nó phải được lấy hơi thật là sâu và giữ cơ hoành cái bụng. Mình lấy hơi thật là sâu và mình giữ, và mình tiết kiệm cái hơi của mình lại và nó mình tập dần quen cái cảm giác là đưa hơi lên trên hết voi. Ok, đó thì đó là một cái những cái cách tập đơn giản phần hơi. Thứ nhất là hơi, thứ hai là tác động lên trên head voice và tập giữ nó từ từ, rồi cái lực, cái cảm giác giữ hơi của mình giống như là bạn đứng thăng bằng trên một cái ghế vậy đó. Thời gian đầu bạn leo lên cái ghế đó thì bạn leo lên ghế thấp thôi, rồi từ từ bạn leo lên ghế cao, và khi mà càng leo lên ghế cao thì cái chân của bạn nó sẽ mất khó làm chủ cái ghế. Không? Nhưng mà tập dần dần rồi bạn leo lên ghế đó, bạn đứng một chân cũng được, hay là nhiều người đứng luôn bằng bọc tai, họ đã quá quen rồi. Cái gì nó cũng là một cái quá trình nỗ lực tập luyện ha. Bạn muốn treo ở những cái nốt cao, muốn liên tục thì đó là một cái quá trình tập luyện để nó tất cả mọi phản xạ của cơ thể nó hình thành, nó thành một cái thói quen luôn. Tất cả là phản xạ là thành một cái thói quen, như là nó vô thức luôn đó. Thì đó là tới lúc đó là mình sẽ thành công. Khi mình hát rồi mình nó hình thành một cái vô thức, một cái thói quen để mình phản xạ nó luôn rồi. Cái đó là do cái sự nỗ lực của mình tập luyện ha. Ok, vậy thôi. Còn những sắp tới thì mình sẽ ra những cái bài luyện thanh về head voice, về mid voice, về chest voice, luyện từng nốt cho mọi người luôn đó. Rồi sắp tới là như vậy để mọi người có thể dễ dàng tập luyện hơn ha. Ok, còn video này thì mình sẽ giải đáp thắc mắc thôi, và mình sẽ nhận thêm cái thông tin đó, những cái gì mình chưa giải quyết được cho mọi người thì mình sẽ cố gắng làm video và clip giải quyết sắp tới đây để cho mọi người có thể tập luyện thanh nhạc và hát tốt hơn ha. Ok, rồi tiếp tục luôn với bạn Mạnh Hùng Vũ. Ok, bạn nói là thầy ra thêm mấy bài tập mở rộng khoảng vang không thầy? Mới vừa nói luôn. Ok, mở rộng khoảng vang á là khi mà hơi thở của bạn á được thông thoáng và nó được tác động, giống như hồi nãy mình nói là cái khẩu hình á đó. Thì cái khoảng vang của mình nó được thay, nó được bình thường là mình hát ở đây thôi, khoảng vang của mình nó nằm ở miệng thôi. Còn nhiều người hát ở cổ thì khoảng vang nằm ở cổ, có chút xíu à đó, nên hát rất là mệt.
ha. Đó thì bây giờ mình mở rộng cái khoảng vang ra để khoảng vang của mình nó lên trên trán, lên trên ốc, xuống dưới bụng ha, xuống dưới ngực, xuống dưới bụng luôn. Thì đó là một cái quá trình nó liên quan tới cảm giác của âm thanh, cảm giác của hơi thở, không? Nó liên quan tới cảm giác đó, và từ từ chúng ta sẽ tập, chúng ta quen dần với cái cảm giác đó và chúng ta sẽ xử lý được. Thì cái này nó không phải chỉ là một sớm một muộn, mà đã gọi là cảm giác thì chúng ta phải bắt từ từ. Đó, vấn đề này thì mình sẽ làm các video về khoảng vang ha. Đúng rồi, bạn kêu là làm thêm mấy cái bài tập mở rộng khoảng vang thì mình sẽ làm những cái bài tập mở rộng khoảng vang. Nói chung là nhu cầu của các bạn rất là nhiều, mình sẽ làm từ từ để giải đáp thắc mắc cho mọi người và hướng dẫn chia sẻ những cái kỹ thuật thanh nhẹ nào mà mình biết mình mà có thể hữu dụng đến mọi người thì mình sẽ cố gắng mình làm thôi. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã xem video video tới đây ha, đã dài lắm rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi khác của mọi người nữa. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video và hy vọng là mọi người sẽ có được những cái giá trị nào vui vẻ và tiếp tục đặt những câu hỏi và có những cái đóng góp gì về cho mình thì hãy cứ đóng góp nha. Đừng có khen không, chê lâu lâu, không phải chê nữa mà là đóng góp. À, thầy ơi, ví dụ gì đó, thầy ơi em thấy thầy thêm nên làm thêm cái này nó sẽ hay nè. Thầy ơi em thấy thầy làm cái này thấy thầy, đó là sự đóng góp. À, em thấy thầy thầy làm này nữa nè thì video của thầy sẽ triệu view video. Đó thì cái đó là cảm ơn rất là nhiều luôn. Đó, cái đó là sự đóng góp của mọi người, tại vì mình lên đây mình làm mình chia sẻ ra thì hy vọng là mình có những cái sự đóng góp như vậy. Còn chê mà không có đóng góp thì thôi thì mình không nghe. Vậy đó, chê mà không có đóng góp. Ông thầy dở hết thế này thế nọ, ok thì cái đó là chê. Còn nói thầy ơi thầy cố gắng hơn nữa nha, ví dụ vậy đó, một sự đóng góp đó, thì thầy thích sự đóng góp hơn là sự chê bai. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn sẽ thành công, sẽ hát hay hơn và tiếp tục ủng hộ mình nha. Bye bye, thank you.